Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 171, đề bài như sau. Quan sát hình dạng bên ngoài của những mẫu điện y thu được, đối chiếu với hình 52.1 và cho nhận xét về hình dạng bên ngoài của điện y. Quan sát hình 52.2, em có nhận xét gì về thành phần cấu tạo của điện y? Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy quan sát thật kỹ mẫu vật thực tế kết hợp với hai hình 52.1, 52.2 và các thông tin được cung cấp trong mục 1 nhỏ, quan sát hình dạng và cấu tạo, sách giáo khoa trang 171. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Quan sát hình 52.1 và các điện y ở ngoài thực tế, các em có thể đưa ra nhận xét về hình dạng như sau. Điện y thì có nhiều hình dạng khác nhau, có thể có hình vảy, đó là những bản mỏng dính chặt vào vỏ cây, hoặc là có hình cành, trông giống như một cành cây nhỏ phân nhánh, cũng có khi có dạng giống như một búi sợi mắc vào cành cây. Quan sát tiếp hình 52.2, các em có thể thấy cấu tạo trong của địa y bao gồm những tế bào tảo màu xanh, xen lẫn với những sợi nấm chằng chịt không màu. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 171.